Vũ Nhôm. Ông Vũ Nhôm này ở Đà Nẵng. Và bây giờ đó thì là công an đang truy truy lùng. Ông đã bỏ trốn rồi. KBG hải ngoại đưa có đưa cái hình cái nhà của ông đó, đóng cửa mấy ngày hôm nay. Ông đó tên thật là Phan Văn Anh Vũ. Ông bị ghép vào cái tội tiết lộ bí mật quốc gia. Rất nhiều người ngạc nhiên tại sao lại ông lại là buôn bán mà ông Vũ Nhôm này ông lại có liên quan tới cái vấn đề tiết lộ bí mật quốc gia. Thưa quý khán giả, ông đó là tình báo viên mang bí số AV75. Bác đi, bác Cường đừng nghe ngạc nhiên, cái ông này nó biết chuyện cộng đồng mà lại còn biết chuyện ở Việt Nam nữa. Vâng, thưa thì chúng tôi chỉ nói chuyện đó thôi, tại vì bây giờ đang trong vòng cuộc điều tra thì mình để cho bên nhà nước Việt Nam họ. Vâng, tức là ông ấy là sĩ quan an ninh. Sĩ quan an ninh. Sĩ quan an ninh của cộng sản. Vâng. Đấy, vâng đấy. Còn cái chữ mà gọi là tiết lộ bí mật quốc gia đó, thì đấy là cái cớ để người ta buộc tội thôi. Tức là ông ấy biết những các cái con đường phát triển thế nào và ông ấy làm giàu do ông ấy đấy. Nhà đất. Cái nhà đất tức là cái kế hoạch phát triển đô thị. Ông ấy nắm được, ông ấy tới ông mua những cái đó. Đúng như vậy. Thì đó là cái chuyện của nhà nước, cũng giống như bây giờ là chuyện ông Đinh La Thăng sắp xử và sẽ liên quan tới vấn đề ông Trịnh Xuân Thanh. Nhưng mà đó nếu mà đúng mà xử đúng đó, thì ông Đinh La Thăng sẽ phải đối mặt với một cái bản án là 20 năm, án tù 20 năm. Tuy nhiên rằng Viện Kiểm soát Nhân dân và sẽ xử tại Hà Nội, Viện Kiểm soát Nhân dân nói rằng á, ông có thể sẽ được giảm khinh vì lý do hợp tác chặt chẽ với lại cơ quan điều tra tư pháp. Và chúng tôi vẫn tin rằng ông Đinh La Thăng sẽ bị một cái bản án tù rất nhẹ, không phải là 20 năm. Và một cái người mà chúng tôi gọi là luôn luôn chúng tôi hay nói đùa đó, ông, khi mà chúng tôi nói ông Chủ tịch Trương Tấn Sang đó, vị lãnh đạo duy nhất đã trả lời KBC hải ngoại 2 lần phỏng vấn. Chúng tôi nói bác Sang á, là một người anh hùng cô đơn và bác làm việc rất là công tâm. Thành ra ông Sang nó về hưu mà không có bị tai tiếng, không có gì hết. Ông đã từng làm chủ tịch ủy thành ủy của thành phố Hồ Chí Minh. Ông nó muốn biến cái kênh Nhiêu Lộc thành một cái môi trường sạch. Mà tiếc thay nó không thực hiện được cái thời kỳ ông đó. Cũng lại là do những cái chuyện mà tranh giành ảnh hưởng với nhau, là một bên thì là Trung Quốc, một bên thì là Singapore. Thì cuối cùng là Singapore đã làm cái điều đó và nhà thầu đó. Và nhà thầu. Rồi bây giờ đó là kênh Nhiêu Lộc. Thưa quý khán giả, không thể tưởng tượng được. Quý vị không còn ngửi cái mùi hôi thối mà khi quý vị đi trên đường. Bên này là đường Trường Đại Lộ Hoàng Sa, bên kia là Đại Lộ Trường Sa, chạy dọc theo kênh Nhiêu Lộc. Vâng, thì trở lại cái vấn đề này thì chúng tôi thấy rằng bác Trương Tân Sang đã từng bị tù, cũng đã bị ông Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh bị 2 lần luôn. Và ông Trung tướng Nguyễn Hữu Ước từng bị tù 7 năm xong rồi là ông ở 3 năm rồi ông ra trở lên trung tướng. Lúc ông bị tù là đại tá. Thành ra đối với người cộng sản chúng tôi nghĩ rằng bạn vẫn có cơ hội để mà phát huy nếu là bạn là người thật sự yêu nước và thật sự là hợp tác. Thành ra tôi nghĩ rằng ông Đinh La Thăng cũng sẽ là một cái, tại vì cái vấn đề ông Đinh La Thăng á, ông bị một cái tội gọi là tội đã tự nhiên được cô quên mất cái chữ là họ dùng á, là quản lý sai lầm. Đấy, quản lý sai lầm mà cái tội đó năm 2018 này sẽ hủy bỏ. Cái luật của Việt Nam năm 2018, cái luật nó sẽ không còn. Thì tôi không biết rằng luật sư của ông Đinh La Thăng sẽ cãi như thế nào. Tại nhưng mà chắc chắn rằng
nếu mà cái ông Đinh La Thăng bị lỗi năm 2015, thì nếu mà xử 2015 cho tới năm 2017 đấy, thì có lẽ là ông Đinh La Thăng sẽ bị rất là nặng. Thế nhưng mà đó, nếu mà 2018 mà bằng cái đó bỏ rồi thì nó sẽ là như thế nào? Có thể rằng đó là một cái ở giữa, tức là thay vì 20 năm thì ông sẽ bị 5 năm thôi, thí dụ như vậy. Để chúng tôi chưa biết, nhưng mà chúng tôi vẫn, Đinh La Thăng vẫn là một người thần tượng của tôi về vấn đề lãnh đạo và chỉ huy, về vấn đề yêu nước. Còn vấn đề mà ông bị đó, thì chúng tôi nghĩ rằng không phải cá nhân Đinh La Thăng, mà nó là cả một cái tập đoàn chứ không phải là một cá nhân. Bằng chứng là một số người đã từng bị bắt, kể cả những người nguyên cũng đã bị, sẽ bị truy tố. Ông Trịnh Xuân Thanh là cũng là ở nằm ở trong cái trường hợp đó thôi, chứ tôi không bênh. Nhưng mà tôi nghĩ rằng ông Đinh La Thăng vẫn sẽ là một cái nhân tố mà Đảng Cộng sản, Bộ Chính trị cần phải có những người như Đinh La Thăng để mà điều khiển đất nước. Cái vấn đề sai lầm, ai cũng có sai lầm hết. Cải cách ruộng đất của ông Trường Chinh không có sai lầm à? Và bây giờ cũng phải xin lỗi đấy. Thành ra chúng tôi nghĩ rằng là chúng tôi nghĩ rằng cái vấn đề đó là chúng tôi để cho nhà nước và quản thủ. Nhân tiện đó là chúng tôi nói thêm một cái chuyện nữa. Cái quyển lịch sử 15 tập Bắc lịch sử Việt Nam. Và ngày hôm nay, hôm qua, quyển lịch sử 15 tập Bắc lịch sử Việt Nam. Và ngày hôm nay, hôm qua, chính phủ đã ra lệnh tịch thu cái cuốn biên soạn về Biển Đông. Đấy. Cái gì họ làm sai họ tịch thu liền, chứ không phải là bây giờ là mình chỉ lập ra một cái nhóm này bảo chúng tôi không đồng ý với lại thay đổi quyển lịch sử này kia này, đại khái.